Xin chào. Như các bạn đã biết trong video trước, thì người theo đạo Hindu tin rằng con bò là sứ giả của thần linh. Vì vậy họ coi trọng con bò còn hơn cả người. Thậm chí nếu chịu khó tìm kiếm, bạn sẽ thấy có những clip trên mạng quay cảnh người dân theo đạo Hindu tự tin uống nước đái bò một cách sảng khoái như người Việt uống bia. Và họ tin rằng uống như vậy sẽ chữa được bách bệnh vì nước đái bò chính là thần dược. Vậy thì đạo Hindu là gì? Nó hình thành như thế nào? Và tại sao người ta lại có niềm tin kỳ quái như vậy? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong video này các bạn nhé! Đạo Hindu được cho là tôn giáo lớn thứ 3 trên thế giới với gần 1 tỷ người tham gia. Mặc dù lớn như vậy nhưng nếu tìm hiểu kỹ bạn sẽ nhận ra rằng thực sự chẳng có cái đạo giáo nào gọi là Hindu cả. Hay nói đúng hơn thì đạo Hindu không thực sự tồn tại. Tại sao? Câu trả lời bắt đầu từ thế kỷ 16 khi những người phương Tây đặt chân đến Ấn Độ. Họ đã thấy rằng người dân ở đây có niềm tin tâm linh rất lớn. Họ có những tín ngưỡng riêng, phong tục riêng và tin vào những vị thần của riêng họ. Và có rất nhiều, hàng trăm những vị thần được tôn thờ tại Ấn Độ. Chính vì sự phong phú và đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo nên người Tây không thể phân biệt và gọi tên những tôn giáo của người Ấn Độ. Và vì vậy họ đã gọi chung những người này là người ngoại đạo, mang nghĩa ám chỉ những người không theo đạo Hồi, đạo Công giáo hay Do Thái giáo. Từ này trong tiếng Ba Tư được viết là Hindu hay sau này được viết lại thành Hindu. Đến đây các bạn sẽ thấy rằng từ Hindu không phải là tên của một loại đạo giáo mà là tên gọi chung của tất cả các tôn giáo tại Ấn Độ. Tuy nhiên, bằng một lý do nào đó mà người ta đã gom tất cả những tôn giáo tại Ấn Độ thành một tôn giáo và gọi nó là đạo Hindu. Chính vì vậy, đa số mọi người sẽ nghĩ Hindu là một tôn giáo riêng biệt. Nhưng thực ra không phải như vậy, nó là tên của một nhóm rất nhiều tôn giáo riêng lẻ ở Ấn Độ. Chúng ta có thể kể đến những giáo phái chính như đạo Bà La Môn, đạo Tỳ Thấp Nô, đạo Thấp Bà, đạo Tĩnh Lực, đạo Bất Nhị Vệ Đà Đa Nhất Nguyên hay Tần Ấn Độ Giáo. Và cũng từ nguyên nhân này đã dẫn đến việc nếu xem Hindu là một tôn giáo thì nó sẽ là tôn giáo kỳ lạ nhất trên thế giới. Tại sao? Thứ nhất, nó không có nguồn gốc. Khác với đạo Phật do Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm của dân tộc Thích Ca sáng tạo ra hay đạo Hồi của sứ giả Muhammad sáng tạo ra có thời gian và địa điểm cụ thể thì đạo Hindu đã tồn tại từ rất lâu, không ai rõ là người sáng tạo ra nó, cũng không biết từ bao giờ. Thực ra thì cũng không khó hiểu vì nó là tập hợp của rất nhiều niềm tin tâm linh, rất nhiều tôn giáo nhỏ khác nhau thì làm sao có thể thống kê chính xác được. Nhưng có thể chắc chắn rằng đạo Hindu là tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. Nhiều tài liệu cổ cách đây 3.000 năm đã nhắc đến tín ngưỡng này. Ví dụ Kinh Vệ Đà có từ năm 1500 trước Công Nguyên. Thứ hai, đạo Hindu tôn thờ rất nhiều vị thần. Đơn giản là vì mỗi tôn giáo nhỏ trong Hindu thì lại tôn thờ một vị thần khác nhau, dẫn đến việc có hàng nghìn vị thần được tôn thờ. Lại có những tôn giáo nhỏ chỉ thờ một vị thần, có những tôn giáo nhỏ lại tin rằng có nhiều vị thần, dẫn đến việc đạo Hindu vừa là độc thần lại vừa là đa thần, lại còn là phiếm thần, tức là một vị thần xuất hiện trong nhiều hình dạng khác nhau, hay thậm chí là vô thần, tức là có những nhóm người không tin vào bất kỳ vị thần nào, hoặc lại có những người tin rằng mọi thứ đều là thần. Mặc dù số lượng thần là rất nhiều, rất đa dạng, nhưng hầu hết người theo đạo Hindu đều tin vào những vị thần sau. Thứ nhất là Brahma, vị thần chịu trách nhiệm tạo ra thế giới và mọi sinh vật. Vishnu, vị thần giữ gìn và bảo vệ vũ trụ. Shiva, vị thần hủy diệt vũ trụ và tái tạo lại vũ trụ. Devi, nữ thần chiến đấu để khôi phục giáo pháp. Krishna, thần từ bi dịu dàng và tình yêu. Lakshmi, nữ thần của sự giàu có và thuần khiết. Saraswati, nữ thần phụ trách việc học tập. Điều khác thứ ba giữa đạo Hindu và các tôn giáo khác đó là sự tổ chức. Chính vì một tập hợp của rất nhiều tôn giáo nhỏ lẻ nên đạo Hindu cũng không có giờ ngày tháng thờ cúng chung. Họ cũng không có cách tu tập hay quy định về thờ phụng chung. Họ càng không có sự tổ chức chặt chẽ, không có người đứng đầu. Mặc dù vậy, nếu bắt phải tìm ra những điểm chung thì người theo đạo Hindu vẫn có những niềm tin và hành động chung như sau. Thứ nhất là đa số đều xem bò là linh vật, chất thải của bò là báu vật, như các bạn đã biết trong video trước hoặc qua đại dịch Covid-19 vừa rồi. Thứ hai, người Hindu giáo cũng rất tin vào luật nhân quả, vào nghiệp. Làm việc tốt sẽ nhận lại những điều tốt lành, tích phúc, tích đức. Còn làm điều xấu đương nhiên sẽ gây tội và bị nghiệp quật, cũng giống như trong đạo Phật.
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đạo Phật thực ra cũng xuất phát từ một nhánh của đạo Hindu. Thứ ba, người theo Hindu giáo tin rằng có kiếp luân hồi, tức là kiếp này chết đi thì lại được đầu thai thành kiếp khác. Họ cũng tin rằng linh hồn là có thật và bất kỳ sinh linh nào, dù là người hay vật, thì đều có linh hồn của riêng mình. Điều thú vị là họ cho rằng mỗi linh hồn đều là một phần rất nhỏ của linh hồn khổng lồ, bao trùm lên tất cả. Và nếu tu thành công, người ta có thể biến mình thành linh hồn tuyệt đối, kết thúc vòng luân hồi. Về các bạn thì đạo Hindu cũng hướng con người đến những điều tốt đẹp như các đạo khác. Tuy nhiên, có một vấn đề bị lên án gay gắt trong xã hội Hindu, đó là phân chia giai cấp. Theo đó thì xã hội gồm có 4 giai cấp. Một là Bà La Môn, đây là những người thuộc giới tăng lữ, triết gia, học giả, là những người lãnh đạo về tinh thần. Hai, Sát Đế Lị, họ là những người thuộc giai cấp quý tộc hoặc vua chúa quan quyền, nắm quyền cai trị đất nước. Ba, Vệ Xá, là tầng lớp của những người buôn bán thợ thuyền, họ được coi trọng vì giàu có. Thứ tư là Thủ Đà La, đây là những người tiện dân được đối xử rất tàn tệ, chỉ được làm những việc thấp kém, nặng nhọc để phục vụ cho các giai cấp trên. Ngoài ra thì còn có một giai cấp không chính thức, đó là Chiên Đà La, những người chỉ được xem như thú vật. Và người ta tin rằng những người nào sinh ở giai cấp nào thì mãi mãi ở giai cấp đó. Tuy nhiên, sự phân biệt này đến nay đã bị lên án và xóa bỏ đáng kể vì sự bất công của nó. Tóm lại, đạo Hindu thực tế là một nhóm gồm nhiều tôn giáo khác nhau ở Ấn Độ với những cách tu và niềm tin vào các vị thần khác nhau. Dù hướng đến điều tốt đẹp, nhưng sự phân biệt giai cấp là điều đáng lên án trong tôn giáo này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!